Siva đang ăn trái gì vậy? Đây là trái xương rồng. Trái xương rồng, hôm nay Siva sẽ review ăn trái xương rồng nha. Xương rồng đỏ. Quả xương rồng đỏ. Siva ăn không? Ăn đi, cho bạn đi. Cảm ơn, cắn nha. Ngon không? Ngọt không? Đây là trái gì? Trái gì vậy? Trái xương rồng. Ăn đi, ăn kén lên, cắn lên.